Úi dồi ôi, anh Kem ơi, anh Kem. Anh Kem. Thì vẫn thương không? Đấy, Phương quá nhỉ. Hôm nay mẹ mẹ quyết tâm là sẽ bây giờ một ngày mẹ sẽ cho Vừng uống 5 4 lần bếp 4 lần cảm xuyên hương và mỗi lần một viên thôi và pha thật là loãng cho uống. Hôm nay uống theo kiểu loãng thì dễ uống Vừng nhỉ. Làm một viên thôi, làm hẳn một cái cốc nước coi chả khác gì là cho Vừng uống nước cả. Thấy khác hẳn luôn, dễ uống mà lại 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 dễ chịu. Mà lại có hiệu quả nhỉ, mà lại cũng đỡ đỡ bị tràn ra khỏi mồm. Mẹ uống đợt trưa mẹ cho uống đặc quá thì khó uống nhỉ. Ngon lắm.